Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái lò vi sóng. Hiện tượng của khách mang sang là đang bị đánh lửa trong lò và có mùi khét các bạn nhé. Thì bây giờ mình đang để anh em thợ tháo ra để kiểm tra và cũng là học luôn các bạn nhé. Đây là hai bạn đang học bên mình. Thì là các bạn ấy học thực tế luôn chứ không như trường lớp các bạn nhé. Để tháo cái lò thì các bạn tháo hết ốc của mảnh ra. Và đây các bạn này chưa biết tháo nhé. Các bạn phải cầm ở cái đuôi, cầm đằng sau gáy. Đấy, cầm như vậy. Xong các bạn tì và lôi mạnh về đằng sau. Cái lò này nó mới thì nó cũng hơi rít. Thì để kiểm tra cái lò này thì nó là lò cơ các bạn nhé, sử dụng hai lum xoay. Thì dòng này sửa thì nó cũng kiểm tra cũng đơn giản thôi. Thợ nhà mình thì đang phán đoán là hỏng về phần khét là do phần đun sợi nướng các bạn nhé, gọi là thanh nướng ở trên. Nhiều cái nó mỡ, người ta bắn nhiều ấy, mỡ nó bay lên thì là khi người ta bật cả chế độ nướng thì nó sẽ bị khét. Nhưng cái trường hợp đấy khi mình nướng lên thì nó sẽ phát hiện ra. Nhưng đây là nó là bị đánh lửa trong lò cơ. Thì là các bạn sẽ phải cắm lại. Bây giờ mình sẽ cắm lại nhé. Và để nó chạy và xem là nó đánh lửa ở đâu. Thì các bạn cứ cho một cái gì đấy vào, như chẳng hạn là nước chẳng hạn, xem là nó có cho nó đánh chạy xong là xem nó đánh lửa như thế nào. Thì các bạn đấy luôn chỗ đồng hồ mình kẹp dòng nhé, nó đánh lửa ngay chỗ phần tụ và giáp với phần biến thế. Đấy, các bạn để ý không? Nó ở ngay giữa góc chân của chỗ bóng sóng và chỗ cái tay đồng hồ kẹp dòng. Hiện tượng đây là mình đang bật chế độ bắn sóng nhé. Bắn sóng nó đã bị đánh lửa như vậy thì là mình chỉ kiểm tra phần tụ và biến áp thôi, vì nó đánh lửa gần khu đấy. Giờ đây mình sẽ bật lại để cho các bạn xem lại này. Đánh lửa này. Đó, đánh lửa rất bé. Chỗ khu tay thợ của nhà mình chỉ vào đấy. Bây giờ mình sẽ phải tháo phần quạt mạch ra để tháo kiểm tra xem tụ mới lại diốt xem nó có vấn đề hay không. Cái bệnh đánh lửa này thì nó có cả phần đánh lửa bên phần trong đựng đồ các bạn nhé. Ví dụ như là tấm chắn sóng ấy, nó bị rách là nó cũng bị đánh lửa bên trong. Nhưng đây là mình mở ra thì nó đánh lửa chỗ phần diốt và tụ. Thì mình sẽ tháo ở phần đây ra mình kiểm tra. Bây giờ thợ nhà mình bắt đầu đang tháo chân tụ, ốc của chân tụ ra các bạn nhé.
Các bạn lưu ý là cái giác cắm ở chân tụ nhé. Nhiều bạn là hay bị cắm ngược ấy. Vì là chân tụ nó có một chân cắm một mình. Thì đấy là chân của cuộn biến thế. Đầu ra cuộn biến thế các bạn nhé. Nhiều bạn cắm nhầm với lại chân từ bóng sóng với lại chân điếu ấy, là các bạn cắm nhầm, là cắm cho nó đứng một mình chân tụ là sai ấy. Nó sẽ bị nổ chập cầu chì luôn đấy. Nên các bạn lưu ý khi các bạn rút cái giác ra thì các bạn để ý cái đường dây nào cắm vào chân nào thì tí mình cắm lại, tránh cắm nhầm. Còn khi mình làm quen rồi thì có thể là rút ra không cần để không cần đánh dấu cũng được. Đấy. Đây là con tụ thợ nhà mình đã tháo ra. Và cha cũng phát hiện được đốm đen ở trên cái biên thế rồi. Đấy. Đang qua khả nghi các bạn ạ. Nhưng mà vẫn không chắc chắn cho lắm. Nguyên nhân bị như này thì có thể là tụ bị khô các bạn nhé. Tụ nó bị khô, nó rò điện ra vỏ nhé các bạn nhé. Nhiều con là chân chân của con tụ nó bị rò vỏ đấy. Thì khi đánh là nó cũng bị phóng điện ra. Đây thợ mình bắt đầu tiến hành đo tụ. Các bạn đo tụ thì các bạn để thang như mình sử dụng đồng hồ số thì mình để thang đo ôm. Thì trên thân tụ nó ghi hai chân của nó đấy là 1 mê hay là 10 mê đấy. Thì các bạn để thang đo ôm đo đúng cái thông số ở trên đấy là ok. Còn các bạn đo một chân tụ ra vỏ mà nó rò thì là con tụ đã bị chập. Hoặc là các bạn đo mà nó không đủ thông số 10 10 mê thì là con tụ đấy nó cũng bị kém các bạn nhé. Hiện tại là con tụ là nó cũng đang có vấn đề, nhưng mà vẫn chưa phải là nguyên nhân chính các bạn nhé. Nó chỉ là bị hàn chân thôi, nhưng cũng có đấy là một phần của cái dẫn đến đánh lửa. Còn bây giờ nó có mùi khét thì mình sẽ kiểm tra cái cuộn dây của biến áp. Thì thợ nhà mình bắt đầu sẽ tháo cuộn biến áp này ra để kiểm tra. Rồi. Như vậy là chân biến áp đã bị cháy các bạn này. Đấy. Như vậy là cái chân cắm của đầu ra của biến áp các bạn nhé. Cái chân cắm này nó sẽ là một cuộn dây nối một chân tiếp mát và một chân cắm vào tụ các bạn nhé. Thì là hiện tại là cái chân cắm này nó đang bị cháy. Thì là một là các bạn cậy cậy ra, các bạn tìm được đầu dây thì các bạn hàn lại vào cái chân cắm đấy. Hai là các bạn thay biến áp khác, nếu mà khi cái chân cắm này nó cháy sâu bên trong các bạn không lôi ra được. Còn này thì thợ nhà mình vẫn
hàn được các bạn nhé, nhưng mà hơi khó hàn vì dây là bằng nhôm các bạn ạ, cho nên là tiếp xúc nó hơi bị kém khó hàn. Như vậy là cái lò này nó chỉ hư bóng sóng, à hư cái biến thế này thôi các bạn này. Đấy, chân cắm nó cháy đen xì luôn. Các bạn làm như mình là ok rồi. Các bạn rạch cái chỗ giấy này ra, xong các bạn tìm cái đầu dây đấy và hàn lại vào cái giá cắm. Còn tụ nó bị khô. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là chân nó bị han đấy. Thì các bạn cũng thay luôn để cho nó an toàn. Vì là nó yếu, nó không kéo được điện áp lên thì biến thế nó sẽ hoạt động mạnh hơn. Như vậy là lò vi sóng này là sẽ thay biến thế và tụ các bạn nhé.